nghe không? Có người lại đụng á. Thấy cháu bé thổi lửa bị bắt, người dân lao ra cản, đến khi anh công an cất giọng, tất cả đều lặng người. Mới đây, cơ quan chức năng thành phố Hồ Chí Minh đã có một đợt kiểm tra an ninh trật tự tại khu vực phố đi bộ và bắt được một số đối tượng dưới vị thành niên, cả trai lẫn gái đang làm nghề thổi lửa kiếm sống hàng đêm. Theo đó, do nghi ngờ các em làm việc dưới sự chăn dắt của một nhóm người, thế nên cơ quan chức năng đã giữ các em để điều tra làm rõ vụ việc. Tuy nhiên, trong quá trình các đồng chí công an đưa các bé về thì đã bị nhiều người dân vây quanh và ngăn cản. Đứng trước những câu hỏi chất vấn và hành động cầu xin, ngăn cản của mọi người, đồng chí công an đã dừng lại giải thích trong sự bất lực, chỉ mong sao mọi người hiểu thấu cho công việc mà cơ quan chức năng đang làm. Người ta đã lợi dụng nó để kiếm tiền của người ta. Chúng tôi đưa về làm bỏ vấn đề đó. Và các anh chị đang giúp cho những người đó. Đó là trẻ chứ chị thanh niên. Các chị nghĩ là con cái chuẩn bị bắt làm vậy các chị biết không? Vậy mà ai cũng hỗ trợ hết á. Nó là dưới vì đi sao mà nó biết được nói được. Chị không thấy hả? Ai mà cầm nước mà ra ngoài cầm lửa mà thổi gì ngoài đường không? Giờ này nó mới đi học chứ phải nó đứng đây thổi lửa cho mọi người cùng coi cùng live stream. Bằng tất cả nỗi xót xa được thốt ra qua từng lời nói, cùng với thái độ nghiêm túc của đồng chí công an, mọi người sau đó cũng đã im lặng và để cho cơ quan chức năng tiếp tục nhiệm vụ của mình. Một số chia sẻ được cộng đồng mạng để lại. Tính ra mấy chú công an cũng thương cho mấy bé, sợ là mấy bé bị lợi dụng để kiếm tiền, nghe chú nói mà ánh mắt như muốn khóc luôn. Bởi ta nói lòng thương đặt sai chỗ thì nó hại lắm. Ông áo xanh đeo kính đáng nghi lắm. Lúc công an đuổi mấy bé, ổng đi theo cản lại nhiệt tình nhất luôn. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên đăng ký kênh Tin 3 Phút để cập nhật tin tức nóng hổi mỗi ngày.